Thưa quý vị, ngày 16 tháng 11, Công an tỉnh Bình Dương đang trưng cầu khám nghiệm pháp y từ Cục Kỹ thuật Hình sự Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ giới tính, danh tính và nguyên nhân tử vong của một xác chết tại bãi đất trống trong khu dân cư thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Theo nguồn tin của PLO, xác chết mặc đồ ngủ của nữ nhưng vẫn chưa thể xác định cụ thể giới tính do thi thể đã phân hủy gần hết, chỉ còn xương. Cũng theo nguồn tin, nạn nhân đã chết cách đây khoảng hơn một tháng. Tại khu vực hiện trường, không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Thuận An đang phối hợp với Cục Kỹ thuật Hình sự để điều tra xác định giới tính, danh tính và nguyên nhân cái chết. Như PLO đã đưa tin, chiều tối ngày 15 tháng 11, một người dân đi ngang qua một khu đất trống nằm trong khu vực dân cư thuộc phường Thuận Giao thì ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Khi đi kiểm tra thì phát hiện một xác người đang trong quá trình phân hủy nặng gần đường Thuận Giao 25. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.